Bạch sư cho con xin lời khuyên làm sao để cho cha mẹ con có được niềm tin nơi Tam Bảo, vì ngoài con ra thì trong gia đình không có ai thích tìm hiểu đạo Phật cả. Ngày xưa con đến chùa làm công quả, tập tu nghe pháp, nhưng con đi miết thì bị nói chuyện ở nhà không lo mà lo tới chùa hoài. Chùa thì cách rất xa nhà, mặc dù con rất thích việc tu học, nhưng cả dòng họ và gia đình con đều không thích điều này. Bây giờ con còn bị ràng buộc bởi gia đình, nên muốn đến chùa cũng khó khăn. Có thể nói việc đi chùa thường xuyên của con luôn bị lời ra tiếng vào. Con thấy con đâu làm gì sai mà bị nhiều người phản đối chuyện tu của con. Chỗ con ở thì không gần chùa, bản thân con lại rất muốn được gần gũi chư tăng để học hỏi và trau dồi thêm pháp học và pháp hành của mình. Xin sư cho con chút gợi ý nên làm như thế nào. Cái trường hợp này đó, nó cũng không phải là cái trường hợp duy nhất mà rất là nhiều người đã gặp, không phải bây giờ mà kể cả thời Đức Phật cũng đã gặp rồi. Ngay cả những vị thánh nữ cư sĩ, như là bà Quý Sa Kha, khi mà xuất gia lấy phải một cái gia đình theo ngoại đạo, thì các vị đó vẫn làm tròn bổn phận của một người con dâu, của một người vợ trong gia đình. Và do một gia đình như vậy đó không có cho gần gũi với chư tăng, thì các vị đó đó cũng không có gần gũi, nhưng mà luôn luôn hướng đến chư tăng. Có những dịp mà được gặp chư tăng thì các vị đó vẫn cúng dường. Đặc biệt, một trường hợp đặc biệt nữa đó là có một vị cũng là nữ thánh cư sĩ, nhưng mà khi mà lấy chồng á thì anh chồng quá quá mê luyến cô vợ, cho nên là không có thả ra một cái giây phút nào hết, và cũng không có được đi cúng dường đặt bát chư tăng. Thì cái vị nữ thánh cư sĩ này đó mới viết một cái lá thư cho cha ruột, đó là: cha, tại sao là cha lại gả con cho một gia đình không có niềm tin Tam Bảo, nhưng mà bây giờ con muốn cúng dường cho Tam Bảo cũng không được. Thì người cha đó mới gửi cho con làm 10.000 đồng tiền vàng để mà thuê cái cô kỹ nữ xinh đẹp nhất ở cái vùng đó. Một đêm một ngày đối với cổ là 1.000 đồng tiền vàng, và cô vợ đó thuê cái cô kỹ nữ 5 ngày thay mình làm vợ cho chồng. Và thế là cô này cô thảnh thơi để mà cô đặt bát cúng dường chư tăng. Tôi nghĩ là chắc hồi xưa các vị đó quá tin Tam Bảo cho nên mới có cái gan như vậy, chứ còn bây giờ mà quý vị đâu có ai dám làm cái chuyện đó. Cho nên ấy, cái điều sư muốn nói đây là gì? Khi mà mình có gia đình ấy, thì dù mình là nam hay là nữ thì cũng nên làm tròn bổn phận của mình đối với gia đình. Tránh trường hợp á, mà mình làm cho những người trong gia đình mình á, đã chưa có niềm tin đối với Tam Bảo, lại kém niềm tin, là càng ngày càng tuột niềm tin. Đấy là do mình không có đặt không có coi trọng cái vai trò trách nhiệm của mình đối với gia đình. Ngay cả vào thời Đức Phật, những vị thánh nữ cư sĩ đó, thì lấy vào một cái gia đình ngoại đạo thì các vị đó vẫn làm tròn bổn phận đối với gia đình. Cho nên lời khuyên đầu tiên của sư là nên làm tròn bổn phận đối với gia đình. Và được cái dịp nào đó
được cái dịp nào. Cũng trong kinh rất là nhiều trường hợp những cái người vợ mà lấy nhầm cái người chồng mà ngoại đạo á, thì các vị đó trông chờ một cái dịp nào đó người chồng của mình ấy vui vẻ, thoải mái và có thể hứa hẹn. Thay vì mấy cô mấy bà hứa hẹn mua cho em cái giỏ sách, mua cho em cái son môi, hoặc là cuối tuần này dẫn đi chơi, thì những vị đó lại xin cái ân huệ của chồng ấy, xin là cho em đặt bát cúng dường kẻ tăng. Đó là một sự gợi ý, đó là một sự gợi ý. Thì mình trong gia đình mà, thì canh những cái trường hợp nào mà anh chồng ảnh dễ hứa hẹn, thì thay vì mình hứa những cái nó không có hiệu quả thì mình xin những cái đó. Rồi tại vì sư chưa có nhiều kinh nghiệm sống trong một cái gia đình mà người ta cản đi chùa thì sư không có, tại vì chùa ở nhà của sư thì gia đình cũng đi chùa thường, cho nên là sư dựa theo những cái trường hợp mà ở trong kinh có ghi lại đó thì sư mô tả ha. Một á, là nhắm mà ai mà làm giùm mình ha, giúp được mình ấy, cái vai trò của mình ở trong gia đình thì nhờ họ giúp giùm để mà mình rảnh rang, thì như vậy á, mình không có bị nói là mình không có làm tròn bổn phận nha. Bổn phận của mình đối với gia đình là mình phải làm tròn rồi mới tính tiếp. Rồi cái thứ hai là mình canh những cái lúc nào mà mình được cái lời hứa hẹn, lời hứa hẹn để mà cho cái này cho cái kia, thì mình xin xin được đến chùa hoặc là xin được kẻ tăng cúng dường đấy, thì những trường hợp đó nó sẽ tốt hơn. Và một cái nữa đó là gì, mặc dù quý vị không có được đến chùa, nhưng mà bây giờ đó những cái lớp giáo lý có rất là nhiều, quý vị có thể theo dõi online, cho nên là ví dụ như bây giờ nè, đang trong mùa dịch nè, thì chùa thì cũng không có mở cửa, quý vị hoàn toàn có thể tu học theo hình thức là gặp chư tăng online như thế này đấy, thì nó cũng được. Cho nên là nó, nếu như mà mình khéo thì nó vẫn có nhiều cách.